Xin chào các bạn đến với kênh video của YOLOSTEM. Thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ đi qua hướng dẫn bài học số 9 trong cái chuỗi các bài học của giáo trình làm quen lập trình với YOLOBIT. Thì trong bài học ngày hôm nay chúng ta tiếp tục làm việc với nút nhấn. Nhưng chúng ta sẽ học cách sử dụng cái khối logic nếu thực hiện và nếu không. Mục tiêu của chúng ta đó là nếu nút A được nhấn. Đây chúng ta sẽ thấy con YOLOBIT, nếu mà chúng ta nhấn nút A thì đèn led nó sẽ sáng lên, và khi chúng ta thả ra thì đèn led nó sẽ tắt đi. Thì thay vì như bài trước là nút A thì sẽ làm cho đèn led sáng và nút B sẽ làm cho đèn led tắt, thì ở đây chúng ta muốn là mỗi lần nút A được nhấn thì led nó sẽ sáng lên, và khi chúng ta thả ra thì đèn led sẽ tắt. Thì mục tiêu là chúng ta hiểu được cách sử dụng cái khối lệnh là nếu thực hiện và nếu không. Tương tự như các bài trước thì chúng ta sẽ tạo ra một cái chương trình mới bằng cách nhấn vào nút tạo mới ở trong cái phần dự án của tôi ở trang web lab.yolostem.com. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái khối lệnh đó là logic, trong cái mục logic là nếu thực hiện và nếu không. Thì mục nó khác với cái bài trước, đó là nếu điều gì đó xảy ra thì chúng ta sẽ thực hiện một cái việc gì đó. Ở đây chúng ta sẽ có phần nếu không, tức là nếu cái phần đó nó không xảy ra thì chúng ta sẽ có thêm một cái câu lệnh nữa. Ngược lại thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái ngõ vào, và chúng ta sẽ sử dụng là nếu nút A được nhấn, và nếu không ở đây có nghĩa là tương đương với là nếu nút A không được nhấn. Thì nếu nút A được nhấn, chúng ta sẽ bật đèn led lên bằng khối lệnh đó là hiện hình ảnh giống như trong các bài trước, và chúng ta bật cái đèn led đỏ ở góc trên bên trái lên, và chúng ta sử dụng một cái câu lệnh tương tự bằng cách chúng ta tạo bản sao, và chúng ta bỏ vô trong phần là nếu không, tức là tương đương nếu A không được nhấn thì chúng ta sẽ tắt đèn led đi. Rồi sau khi chúng ta kết nối và chúng ta chạy chương trình thì chúng ta sẽ thấy đó là bây giờ chúng ta sẽ thấy là khi chúng ta nhấn nút A thì đèn led sẽ sáng, và chúng ta thả ra thì đèn led sẽ tắt các bạn. Thì đó là cách sử dụng mà khối lệnh là nếu thực hiện nếu không, trong trường hợp là muốn chúng ta muốn kiểm tra một trường hợp có xảy ra hay không, mà nếu xảy ra thì làm chuyện gì, và nếu không xảy ra chúng ta sẽ làm chuyện gì. Thì tương tự dựa trên cái bài học như vậy thì các bạn thử xem là hiện ra số 0 khi nhấn nút A, và hiện ra số số khác ví dụ như số 9 khi nút A không được nhấn. Bạn thử xem sao nhé. Xin cảm ơn các bạn.